thì những người đồng đội vẫn chưa thể hỗ trợ kịp. Đẹp xù một góc kê chéo. Ơ kìa, chưa dính được một viên nào cả. Trời ơi, một góc kê sẽ là phải bắt được rất nhiều bóng đối phương, nhưng Đẹp xù chưa làm được. Nhưng sau cùng Đẹp xù knock out ở vị trí của Tuấn Z. Béo lộ ra sau tình huống ngồi hồi phớt Edkit gà con confirm đi ngay lập tức. Và Jugo cũng vậy, Tuấn Z phải tạm biệt cuộc chơi. Và X Stadium Thủ Đức, một cái khởi đầu không suôn sẻ chút nào cả khi chỉ còn là một mình vị trí của gà con mà thôi. Và để nói về tình huống clutch thì là hơi khó, nhưng vẫn knock out được từ vị trí của Đẹp xù. Nhưng đó là những gì mà gà con có thể làm được. Top 15 dành cho X Stadium Thủ Đức. Liên tiếp là những pha giao tranh không thành công thôi. Nhưng ở đây thì lại một tình huống kê cầu rồi. Và đó là Kai Gu, mặc dù là người kê trước, nhưng mà Nam Xì lại bắt được anh chàng này. Và tiếp theo thì NKV muốn ra thử sức rồi. Nhưng nên nhớ rằng là bên phía đối phương đang tông thẳng vào nhà Vincent. Một tình huống bắn rất dễ dàng thôi. Gần như là không có điều gì trở ngại cho vị trí của Toto cả. Và thậm chí rằng vừa nhắc tên anh xong thì làm thêm một mạng nữa cho cẩn thận luôn. Và lần này thì đó là đồng đội cũ Levit rồi. Rất duyên nợ ở đây, và Levit thì có lẽ sẽ chịu chung số phận đồng đội thôi. Góc này thì có trời cứu chứ đồng đội cũng không cứu được nữa rồi. Và đó sẽ là điểm hạ gục tiếp theo dành cho cá nhân Total trong game đấu này, cũng như cho tập thể LG Divide nữa. Hai player lại của TE thì cũng đã kẹt lại chính các nhà dài mà hút vào. Đi đâu về đâu đây, và đó là cái tên JN bắt thêm vị trí của Jun. Và giờ thì có lẽ là bên phía TE họ sẽ phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi tại đây thôi. Một tình huống 4v1 như thế này thì thực sự là quá khó để thể làm được cái tên Nam Si rồi. Tiếp tục có động thái trả smoke ra, và vừa rồi thì trong chớp nhoáng thôi, Small Esports dừng lại vị trí top thứ 13, buộc phải làm được trước LG Vive nếu muốn kéo về một cái hy vọng cuối cùng dành cho GX Expandable. Nhưng điều đó là không thể khi Đức Mỹ đã xuất hiện kịp thời, thì đó là top 12 dành cho GX Expandable mà thôi. Hai team cũng đã gặp nhau, đó là tình huống pick người từ vị trí xa thôi. Những đạt lũ đã công một cục nhà ở đây, và đó là vị trí của ai thế này. Một tiếng đạt lũ cũng đặt tâm cực kỳ khéo léo, và đó là Jisoo, cường skill khá khéo, nhưng Jisoo còn quá ít máu. Và vừa rồi thì là play kill được trả đam sang Asta knock out từ vị trí của Jisoo. Khi mà vừa rồi thì play kill đã cũng góc bắn khá thoải mái vào vị trí của Jisoo, nhưng anh ta vẫn chỉ nhìn tập trung vào vị trí của đạt lũ mà thôi, vẫn chưa có ai phải nằm lại cả. Nhưng lựa chọn xuống khu vực nhà ở đây chắc chắn sẽ là phải chơi với cả Unicorn Việt Nam rồi. Và đạt lũ bị knock out vị trí Jigu, một tiếng đẩy xuống và đặt tâm rất nhanh và khéo léo. Vẫn đang cố gắng sử dụng nốt lượng bom mìn trên người đến từ Sa Pao. Bình tĩnh, và đó là sẽ confirm về anh chàng Chu. Đưa tình huống trở về là 1v2. Không cho phép đối phương có thể tanh lên một cách dễ dàng được. Rõ ràng băng qua smoke lên tầng nha thì không khác gì tự hủy cả, và Bảo Nam cũng biết điều đó. Rất nhanh và gọn, hình như góc này cũng đã có thêm cả Good Game Easy rồi. Ngoài ra thì EZ Esports cũng đã gặp Bảo Nam đây với tình huống kê trước đến từ Smell như cả Sinvi. Bắt thêm được quá nhiều người. Bảo Nam lựa chọn một khu vực mà quá nhiều tình huống giao tranh đến. Lại là một lựa chọn nữa mà buộc phải giao tranh đến từ các team thi đấu. Ôi, quả nết của Hải Saki. Một quả nết mà phần nào đó tiễn luôn đôi người của bên phía LG Divide đi rồi. Thực sự với vòng bo này thì cái top 1 nó đang trong tầm tay của bên phía team Severus rồi. Còn quay trở lại thì đó là Jugo, nỗ lực cuối cùng của mình cũng chỉ kịp knock out đi anh chàng Smell thôi. Tình huống rất khổ rồi, nằm giữa đường luôn. Tầm này chỉ cần bóp cò thôi thì người nằm xuống sẽ lùng một địch chứ không phải đi cờ đầu. Và thậm chí còn chưa kịp bóp cò luôn thì Nauti ngó lại một cái theo cái cảm nhận của mình thôi, thì lập tức cũng đã khai thác được mạng của anh chàng này. Sát thương từ vòng bo nó cấu lên thân thể của mình. Bây giờ thì góc kê lại thì vị trí của Nauti sẽ kê toàn bộ với Good Game Easy. Nhưng sau trước đó Sinvi đã gạt nốt cái tên ngạch. Thật ra thì cái góc mà Divi Gaming họ không đánh vào EZ Esports nữa, vì rõ ràng dù có gạt được EZ Esports đi chăng nữa thì họ cũng không thể đi vào từ góc của EZ để vào trong bo được, vì đấy là cái góc rất xấu. Bây giờ thì Divi Gaming sẽ có cái quyết định như thế nào đây? Bây giờ thì IQ chăm đẩy ngược trở lại với một mình anh ta thôi, không hề có sự hỗ trợ nào cả. Và đây có thể xem tình huống mất người cực kỳ là đáng tiếc với Daker. Hơi thiếu sự nào nói một chút trong pha sấy vừa rồi, nhưng mà vẫn đang còn gọi làm lại đến từ bộ đôi bên phía team Easy Sport nha. Và giờ thì đó là Cly, lần này xảy ra hơn rất nhiều rồi. Sinvi góp đàm vào và Long Ca đã phải nằm xuống. Tình đưa trở về đó là 2v2. Và bây giờ thì sao, không được rồi, đế cờ họ tan vỡ trước bộ đôi Sinvi. Ta phải thấy rằng là với Play Kill cũng là một đội tuyển đang bảo toàn được với 4 thành viên, và họ cũng đang có những tình huống giữ vị trí và bắn rất hay. Nhưng với một Severus có quá nhiều kinh nghiệm ở những vòng bo như thế này thì liệu PlayQuilted họ có vượt qua được hay không đây? Top 4 dành cho Postal Esports khi mà EZ Esports chỉ còn lại một thành viên. PlayQuilted họ muốn gạt nốt những cái hiểm nguy về sau. Tiếp tục trả đồ sang đến từ phía Severus, họ tích trữ được một lượng bom mìn là rất dồi dào sau một cái giai đoạn thoải mái trước đó nha. EZ Esports lựa chọn cho mình là đứng sau một cái lốp xe và đã lộ ra với Severus từ vị trí của Solonji. Rất nhiều nết đã được nhồi lên và Clay tạm biệt cuộc chơi. Sinvi không lâu đâu anh ta cũng sẽ nằm xuống cùng người đồng đội của mình, và đó là quả nết đến từ vị trí của Solonji. Top 3 cho EZ Esports, 3v4 tình huống cuối cùng, Play Curated hay Severus đây. Tạm thời thì chúng ta thấy rằng Severus đang tuyển có lợi thế hơn thôi, và kể cả khi mà Play Curated đủ 4 người, tôi tin rằng tất cả các bạn khán giả, phần đông bạn khán giả đều sẽ tin rằng Severus là đội tuyển kéo trên. Và không ngoài dự đoán thì mát bớ rất nhanh vị trí của G 1012. Lợi thế người đang ngày càng gia tăng cho bên phía team Severus nha. Asta có tường đáp trả đầy, hi mát nằm xuống rồi, nhưng mà Pháp đang mở cánh và Pháp đang tiếp cận vào rất gần vị trí có thể khai thác được Play Cool. Asta tiếp tục bắt thêm hi mát được tường về là 2v3, nhưng mà bây giờ thì để làm gì đây khi mà hi mát cùng hiệu đội mình đã ép được vào rồi. Và đó là cái top 1
không thể cản phá về Seurat với một vòng bò quá ủng hộ. 10 kill là những gì họ có được trong game đấu này.